À, xin kính chào quý vị, à, kính thưa quý vị, cái vấn đề về về an toàn lao động thì luôn luôn là một trong những cái vấn đề mà ảnh hưởng à, rất là lớn đến cái hoạt động của doanh nghiệp và để quản lý à, cho những cái vấn đề này thì một trong các cái biện pháp mà giải quyết căn cơ nhất à, đó là chúng ta áp dụng cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp à, một trong những cái tiêu chuẩn mà được đánh giá là có cái tác động tốt đến uh, cái việc kiểm soát uh, các vấn đề về về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở trong tổ chức. Đó là là tiêu chuẩn là uh, chuẩn ISO 45001 2018. Tiền thân của nó uh, chính là là tiêu chuẩn uh, chuẩn OHSAS 18001. Thì trong cái bài giảng này tôi sẽ cùng uh, cùng trao đổi uh, với quý vị về các uh, kiến thức cơ bản uh, liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như cái việc triển khai uh, cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào trong tổ chức để làm sao đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu uh, kiểm soát các uh, cái vấn đề an toàn lao động của doanh nghiệp. Thì cái mục tiêu của cái bài giảng uh, mà chúng tôi thiết kế thì uh, thứ nhất là sẽ cung cấp cho uh, các học viên khái quát về tiêu chuẩn là, chuẩn ISO 45001 2018 cũng như là các cái yêu cầu đối với hệ thống quản quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Cái mục tiêu thứ hai thì thông qua cái bài giảng này chúng tôi cũng mong muốn là cung cấp đến cho quý vị cái cách thức để mà chúng ta có thể triển khai, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn vào trong trong tổ chức và doanh nghiệp của quý vị. À, với hai cái mục tiêu như vậy thì cái bài giảng của chúng tôi nó cũng sẽ được trình bày theo hai phần nội dung như sau. Phần 1 thì tôi sẽ trình bày tổng quan về về tiêu chuẩn chuẩn ISO 45001 2018. À cái phần thứ hai thì tôi sẽ cùng trao đổi với quý vị về cách thức chúng ta triển khai, xây dựng và áp dụng cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức của quý vị làm sao để chúng ta đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của tiêu chuẩn chuẩn ISO 45001 2018. Tôi xin phép trao đổi về uh, nội dung của cái phần 1 là tổng quan về tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 45001 2018. Tiêu chuẩn mà chúng ta đang đề cập đến ở trong cái bài giảng này uh, nó được ban hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 thay thế cho cái tiêu chuẩn OHSAS 18001 phiên bản 2007. Và đây là cái tiêu chuẩn mà nó đưa ra các cái quy định đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Khi mà tổ chức áp dụng cái tiêu chuẩn này thì có thể đạt được các cái đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm thứ nhất là có thể giúp tổ chức cải tiến liên tục cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Thứ hai là đáp ứng được các cái yêu cầu về pháp luật và các cái yêu cầu khác có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Thứ ba là đạt được các cái mục tiêu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà do tổ chức thiết lập Tiêu chuẩn này thì có thể áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt về loại hình hoạt động, hình thức sở hữu cũng như là các cái điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế xã hội. Tiêu chuẩn này thì áp dụng cho các cái rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà nằm trong sự kiểm soát của tổ chức. À, chúng ta chú ý là nó chỉ áp dụng cho các cái rủi ro về an toàn và và sức khỏe nghề nghiệp mà tổ chức có thể kiểm soát được. Thế còn những cái rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức thì sẽ không nằm trong phạm vi quy định của cái tiêu chuẩn này. Và tiêu chuẩn này nó cũng không có điều khoản loại trừ. Có nghĩa là khi tổ chức xây dựng cái hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ phải áp dụng tất cả các điều khoản từ mục 4 cho đến mục 10 mà trong tiêu chuẩn đã nêu ra. Ở trên màn hình thì quý vị có thể theo dõi đây là cấu trúc các cái yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 2018. Cái cấu trúc này thì cũng đã được sắp xếp theo cái chu trình PDCA, tức là plan là hoạch định, do là thực hiện, check là kiểm tra, theo dõi và action ở đây là cải tiến các, các hành động để cải tiến. Và cũng giống như các cái tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác mà do tổ chức ISO ban hành sau năm 2015, thì cấu trúc của tiêu chuẩn nó được xây dựng trên cấu trúc cấp cao về hệ thống quản lý và do tổ chức ISO người ta đề xuất. Do vậy nên nó khá giống cấu trúc của các cái tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. Và yêu cầu thì nó cũng được đưa ra từ mục 4 cho đến mục 10. Cụ thể, chúng ta có mục 4 là đưa ra các yêu cầu đối với bối cảnh của tổ chức. Trong đó nó có bốn cái yêu cầu nhỏ à, về hiểu tổ chức và bối cảnh, hiểu nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, xác định phạm vi của hệ thống cũng như là yêu cầu khái quát về cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục số 5 thì nó có ba cái yêu cầu về sự lãnh đạo và cam kết về chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn. Và yêu cầu thứ tư là tham vấn và sự tham gia của người lao động. Mục số 6, quy định các yêu cầu về hoạch định thì nó bao gồm có hai cái yêu cầu nhỏ trong đó đó là hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội. Và yêu cầu thứ hai là mục tiêu cũng như là hoạch định để đạt được mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục số 7, thì quy định các cái yêu cầu về các quá trình hỗ trợ trong đó có các cái quy định về nguồn lực về năng lực về nhận thức trao đổi thông tin cũng như là các cái thông tin dạng văn bản mục số 8 là mục thực hiện thì nó đưa ra hai cái yêu cầu thứ nhất là về hoạch định và kiểm soát thực hiện thứ hai là về chuẩn bị và ứng phó với các cái tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mục 9 thì đưa ra ba cái yêu cầu Thứ nhất là về giám sát, theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá các cái dữ liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Trong đó thì nó có yêu cầu khái quát và yêu cầu về đánh giá cái sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác. Mục 9.2 tức là yêu cầu số 2 trong mục 9 là đánh giá nội bộ. Yêu cầu thứ ba là về xem xét của lãnh đạo. ở mục số 10 đưa ra các yêu cầu về cải tiến trong đó có yêu cầu khái quát yêu cầu về sự không phù hợp và hành động khắc phục cũng như là cái quy định liên quan đến cải tiến liên tục đấy là cái cấu trúc sơ bộ uh, tóm tắt của các cái yêu cầu do tiêu chuẩn chuẩn ISO 45001 2018 đưa ra đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp uh, nói về lợi ích khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn này uh, nhìn dưới cái góc độ của tổ chức mà áp dụng thì nó sẽ có uh, các cái lợi ích sau đây. Thứ nhất là tiêu chuẩn này có thể giúp thỏa mãn các cái điều kiện của nhà đầu tư và khách hàng đặt ra cho tổ chức liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Thứ hai là nó có thể giúp cho tổ chức giảm được những cái chi phí không đáng có. Ví dụ như là tiền phạt do chúng ta vi phạm các cái quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động và vệ sinh lao động và và an toàn lao động, à, giúp cho doanh nghiệp có thể giảm được chi phí đền bù trong trường hợp mà tai nạn lao động xảy ra, à, hạn chế những cái tổn thất về tinh thần cũng như là về sức khỏe của người lao động và do đó thì cũng sẽ hạn chế được những cái thay đổi do cái lực lượng lao động bị xáo trộn và qua đó thì nó tăng cái hiệu quả sử dụng vốn, cái lợi ích thứ ba có thể kể ra ở đây đó là nó sẽ giúp cho cái công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức doanh nghiệp ấy, là đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của pháp luật lợi ích thứ tư uh, có thể chỉ ra ở đây đấy là nó giúp cho tổ chức uh, có khả năng uh, chứng minh được với bên ngoài về cái công tác an toàn ở vệ sinh lao động uh, cụ thể là nó có thể giúp cho nâng cao hiệu quả kinh tế uh, của cái hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do cái hoạt động này nó được triển khai một cách có hệ thống thứ hai là giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển bền vững vì uh, chúng ta quan tâm ngoài cái việc quan tâm đến lợi nhuận thì chúng ta cũng quan tâm đến các cái khía cạnh bao gồm cả quyền lợi của người lao động nó cũng giúp cho cái giảm cái nhu cầu thanh tra kiểm tra của cái cơ quan quản lý nhà nước vì uh, những cái doanh nghiệp mà làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động thì cũng là những cái doanh nghiệp mà ít bị để ý bởi cơ quan quản lý nhà nước trong cái quá trình thanh kiểm tra. Cái việc áp dụng cái hệ thống này thì cũng giúp cho tổ chức chứng minh được với cộng đồng về cái hình ảnh và uy tín của mình trong việc đáp ứng các cái quyền lợi của người lao động. Đấy, và đây cũng là một trong những cái ưu thế giúp cho tổ chức có thể uh, có được những cái lợi thế trong cái quá trình cạnh tranh. Ngày nay thì ngoài những cái yêu cầu về mặt chất lượng, về mặt giá cả của hàng hóa, sản phẩm thì những cái yêu cầu mà trước đây các cái tổ chức thường không để ý và khách hàng có thể không đưa ra thì ngày nay nó lại trở thành một trong những cái yêu cầu mà đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đấy là những cái yêu cầu về môi trường, về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Do vậy nên nếu mà chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu này một cách đầy đủ thông qua cái việc duy trì và thực hiện một cái hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp có hệ có hệ thống có hiệu lực thì chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh không nhỏ trong cái thị trường ngày nay ở à, cái lợi ích cuối cùng chúng ta có thể kể ra đây đó là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý được các cái rủi ro mà cần phải kiểm soát à, do thông qua à, cái phương pháp để xác định rõ những cái mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nó có thể có từ hoạt động của tổ chức qua đó thì có thể đánh giá được những cái rủi ro có liên quan đến các mối nguy và đưa ra các cái biện pháp kiểm soát một cách chủ động và liên tục Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi vào cái phần 2 tức là cái cách thức để mà chúng ta triển khai xây dựng và áp dụng cái hệ thống quản lý uh, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo cái tiêu chuẩn ISO 45001 2018. À, đầu tiên chúng ta nói về các cái bước triển khai, một cái tổng quan về các cái bước triển khai thì chúng ta sẽ có năm cái bước thực hiện. Nó cũng giống như việc uh, triển khai các cái hệ thống uh, quản lý khác. À, đầu tiên, chúng ta bao giờ cũng sẽ có cái bước chuẩn bị uh, để thực hiện xây dựng hệ thống. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi vào xây dựng các cái thành tố ở trong hệ thống và bước thứ ba À, chúng ta sẽ thực hiện các cái kế hoạch hành động mà đã được đưa ra. À, bước thứ tư thì khi hệ thống đã đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái việc theo dõi và đánh giá hệ thống để xem xét cái tính phù hợp và hiệu lực của hệ thống. Và bước thứ năm nó mang tính chất là không bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, đây là bước chứng nhận hệ thống. À, những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu chứng nhận thì chúng ta có thể quan tâm đến cái bước số 5 này. À, đầu tiên chúng ta đi cụ thể vào bước 1 thì nó sẽ có các cái công việc à, thứ nhất là chúng ta phải thống nhất được cái phạm vi áp dụng cái tiêu chuẩn vào trong tổ chức của mình thứ hai là chúng ta sẽ phải thiết lập cái cơ cấu tổ chức hay là cái bộ máy để điều hành các cái công việc à, hay nói cái khác và để điều hành cái việc vận hành cái hệ thống quản lý của chúng ta à, bước cái công việc thứ ba mà chúng ta sẽ phải làm ở trong bước chuẩn bị này đó là chúng ta phải đào tạo cái nhận thức về an toàn vệ sinh lao động hay là an toàn sức khỏe nghề nghiệp cũng như là các cái yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 2018. À, công việc thứ tư chúng ta phải làm ở trong bước chuẩn bị đó là chúng ta phải điều tra đánh giá cái thực trạng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hay nói cách khác là chúng ta khảo sát cái thực trạng tình hình thực tế của cái công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức chúng ta so sánh nó với các cái yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 2018 qua đó chúng ta sẽ xác định ra được cái vị trí mà hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp và sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp chúng ta nó đang ở đâu so với các yêu cầu tiêu chuẩn. Và chúng ta cũng xác định được là khối lượng công việc chúng ta phải thực hiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu. Và chính từ cái kết quả của việc khảo sát thực trạng đó thì chúng ta sẽ có cái căn cứ để chúng ta lập kế hoạch thực hiện À, cho cái việc xây dựng và áp dụng hệ thống. Về thống nhất cái phạm vi áp dụng thì chúng ta chú ý là khi mà chúng ta xác định phạm vi của hệ thống sẽ được uh, áp dụng theo cái tiêu chuẩn ISO 45001 2018 ấy, thì chúng ta chú ý đến uh, một số cái yếu tố sau, một là những cái vấn đề và những yêu cầu mà chúng ta đã xác định ra ở mục 4.1 và 4.2. Thứ hai là cái uh, loại hình sản phẩm dịch vụ à, và các cái quá trình hoạt động mà chúng ta sẽ định đưa nó vào trong cái hệ thống quản lý để kiểm soát theo cái ISO 45001 2018. Cái thứ ba, đấy là về vị trí địa lý hay nói cái khác là cái danh giới à, cụ thể mà chúng ta định áp dụng cái hệ thống quản lý theo ISO 45001 2018. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần chú ý đến về cơ cấu tổ chức rồi thì uh, cái phần phân công trách nhiệm và quyền hạn cũng như là cái mức độ kiểm soát của chúng ta với các cái mối nguy để mà chúng ta xác định cái phạm vi uh, thực hiện, đảm bảo cái hiệu quả và hiệu lực cho cái hệ thống uh, quản lý sau này được thiết lập. Về thành lập cái ban ISO hay còn gọi chính là chúng ta thành lập cái xây dựng cái cơ cấu tổ chức để kiểm soát cái hệ thống của chúng ta. Thì cái ban này chúng ta nên có sự tham gia của đại diện các cái bộ phận à, thì nó sẽ mang cái tính hiệu quả cao hơn và những cái nhân sự được uh, chỉ định là tham gia vào trong cái nhóm này thì cần phải có kiến thức về các cái hoạt động ở trong tổ chức nói chung cũng như là các cái hoạt động của chính bộ phận mình à, đó là cơ sở để sau này uh, các cái thành viên này có thể tham gia vào các cái quá trình phân tích mối nguy, đánh giá rủi ro và đưa ra các cái biện pháp kiểm soát có hiệu lực. Và để đảm bảo hiệu quả cũng như là có những cái bằng chứng rõ ràng để chứng minh với bên ngoài về cái cơ cấu tổ chức của cái hệ thống quản lý của chúng ta thì cái việc mà lập thành văn bản một cái quyết định thành lập nhóm hay là ban ISO cũng như là phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các thành viên của nhóm hay của ban đó Đây là một điều cần thiết. Kế hoạt động đào tạo về nhận thức ấy, thì có hai cái nội dung ngoài cái việc là chúng ta phải xác định nội dung đối tượng đào tạo, tài liệu đào tạo, cách thức đào tạo và những yếu tố liên quan đến kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo thì chúng ta cũng chú ý cho là việc đào tạo này chúng ta phải tập trung vào được hai cái nội dung Nội dung thứ nhất là các cái kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Nói chung và thứ hai là các cái yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 2018. Thì chúng ta sẽ phải xác định hai cái nội dung đó được đào tạo cho các nhân sự thuộc các cái cấp và các cái bộ phận thích hợp để đảm bảo nhận thức cho cái quá trình áp dụng à, xây dựng và áp dụng hệ thống sau này. Cái công việc đánh giá thực trạng thì chúng ta chú ý một số cái công việc sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem xét điều kiện thực tế và cơ sở hạ tầng à, để đáp ứng những cái yêu cầu của luật và yêu cầu của tiêu chuẩn. Đặc biệt là các cái kiểm soát về an toàn lao động sẵn có ở trên hiện trường. Ví dụ như là các cái biện pháp về mặt kỹ thuật, các cái biện pháp về mặt hành chính mà đang được áp dụng để kiểm soát các cái mối nguy hiện hữu về an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp. À, ngoài cái việc đánh giá ở trên hiện trường để xác định cái mức độ kiểm soát thực tế thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét cái hệ thống văn bản, tài liệu để chúng ta khẳng định cái sự đầy đủ về thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. 2018 à, qua đó thì chúng ta sẽ xác định được là còn những thông tin dạng văn bản nào mà tổ chức cần phải xây dựng bổ sung để đáp ứng được cái yêu cầu của tiêu chuẩn. Đối với những thông tin dạng văn bản mà tổ chức đã xây dựng hoặc đã áp dụng, thì chúng ta cần xem xét đến cái sự phù hợp của nội dung ở trong cái thông tin dạng văn bản đó với yêu cầu của tiêu chuẩn, xem nó đã thỏa đáng hay chưa. À, một cái khía cạnh nữa chúng ta cũng sẽ phải xem xét đấy là cái tính hiệu lực của thông tin dạng văn bản đó hay nói cái khác là chúng ta có thông tin dạng văn bản thì cái thông tin dạng văn bản đó có được áp dụng ở trên thực tế hay không chúng ta gọi là tính khả dụng tức là nó có được dùng hay không đó cái thứ tư mà chúng ta cần chú ý ở đây khi xem xét cái thông tin dạng văn bản đấy là chúng ta xem xét giữa những cái hành động thực tế mà được triển khai các hành động thực tế đặc biệt là các cái kiểm soát ấy, mà nó đã được đề cập ở trong thông tin dạng văn bản nội bộ của tổ chức hoặc là được quy định bởi yêu cầu của tiêu chuẩn thì ở trên thực tế nó được thực hiện như thế nào à, cái kết quả của việc mà chúng ta khảo sát thực trạng ấy, à, về à, cái hệ thống thông tin dạng văn bản đấy thì chúng ta có thể thể hiện dưới dạng à, một cái bài như là quý vị đang theo dõi thấy ở trên màn hình cái kết quả này khi mà chúng ta được văn bản hóa thông qua cái bảng à, được gợi ý ở đây thì có thể giúp cho tổ chức có thể dễ dàng nhận ra được rằng những cái gì mà tiêu chuẩn nó yêu cầu mà chúng ta chưa có từ đó chúng ta sẽ xác định được rõ ràng hơn cái nội dung công việc chúng ta phải triển khai để xây dựng hệ thống về mặt văn bản à, cái công việc cuối cùng ở trong bước chuẩn bị đấy là lập kế hoạch triển khai thì kết quả của cái cái việc mà chúng ta khảo sát thực trạng công tác quản lý uh, an toàn vệ sinh lao động nó sẽ giúp cho chúng ta à, liệt kê ra được các cái công việc mà cần phải triển khai để mà xây dựng và áp dụng hệ thống thì với mỗi công việc như vậy chúng ta cần có phân công trách nhiệm thực hiện thời gian cho việc thực hiện cũng như là cái nguồn lực cho việc thực hiện và để cái kế hoạch đó được uh, thực hiện một cách có hiệu lực thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cái việc theo dõi cái phương pháp hay là cách thức mà chúng ta theo dõi kế hoạch cũng như là đánh giá kết quả thực hiện của các công việc ở trong kế hoạch đã đề ra. Đó là cái bước chuẩn bị. Thế còn bước 2 xây dựng hệ thống thì chúng ta cần phải làm những cái gì? Các cái công việc mà chúng ta sẽ phải triển khai trong bước 2 này thì được thể hiện thông qua cái lưu đồ mà các quý vị đang theo dõi ở trên màn hình. Chúng ta cũng có những công việc về xác định bối cảnh à, giống như các hệ thống khác nhận biết các cái mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đánh giá các cái rủi ro và cơ hội tương ứng, cũng như là xác định các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ đó thì chúng ta sẽ thiết lập các cái hành động để mà hoạch định các cái hành động để mà kiểm soát à, được các cái rủi ro à, đáp ứng yêu cầu của pháp luật. À, chúng ta cũng sẽ phải thiết lập các cái mục tiêu giống như các cái hệ thống khác, để chúng ta cũng phải thiết lập các mục tiêu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp xây dựng cái kế hoạch để thực hiện được các cái mục tiêu đó và cái công việc à, cuối cùng nhưng cũng không phải là ít quan trọng nhất đấy là xây dựng cái hệ thống văn bản để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Cái việc xác định bối cảnh ở đây thì chúng ta chú ý đến à, cái việc xác định à, các cái vấn đề bên ngoài, vấn đề nội bộ nó ảnh hưởng đến cái khả năng đạt được đầu ra dự kiến của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cũng như là cái nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan và xác định cái phạm vi mà chúng ta sẽ áp dụng hệ thống quản lý an toàn của sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 2018. À, khi xác định các cái vấn đề nội bộ và bên ngoài thì chúng ta có thể sử dụng các cái phân tích uh, suốt các cái công cụ phân tích như là suốt tức là điểm mạnh điểm yếu mối đe dọa và mối đe dọa và cơ hội đó. và cái phân tích pastel tức là phân tích các yếu tố ở bên ngoài về chính trị về kinh tế về xã hội công nghệ môi trường và pháp luật để chúng ta chỉ ra những cái yếu tố những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức chúng ta. Ở các cái bên liên quan thì có thể chia ra là bên liên quan nội bộ hoặc là bên liên quan bên ngoài. Thì bên liên quan nội bộ thì đối với cái lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động thì chúng ta chú ý đến các cái thành phần như là người lao động, công đoàn tức là đại diện của người lao động, người sử dụng lao động tức là ban lãnh đạo công ty. Đó. Còn bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ có cơ quan quản lý nhà nước rồi thì khách hàng cũng là một bên quan tâm mà chúng ta cần chú ý và các cái đối tác khác cái công việc thứ hai khi chúng ta xây dựng hệ thống mà nó cũng là cái công việc trọng tâm của cái hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đó là việc chúng ta nhận biết các mối nguy và đánh giá các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp về mối nguy thì chúng ta có thể chia ra các cái mối nguy theo cái bản chất của nó chúng ta có thể có mối nguy sinh học tức là cái việc mà chúng ta bị nhiễm vi khuẩn, virus gây ảnh hưởng đến sức khỏe đó, à, mối nguy hóa học tức là chúng ta có tiếp xúc với hóa chất hoặc phơi nhiễm với các cái hóa chất, mối nguy từ thiết bị ví dụ như là thiết bị nó có bộ phận chuyển động, nó có bộ phận sắc nhọn, vân vân, à, mối nguy từ môi trường làm việc ví dụ môi trường nó bị ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn, thiếu ánh sáng, à, độ rung lớn, hay là có từ trường vượt quá cái mức chịu đựng các cái mối nguy về điện ví dụ như là điện hở điện bị dò dỉ có thể dẫn đến điện giật mối nguy từ các cái thao tác bằng tay hay còn gọi là ergonomy ergonomic ấy, tức là chúng ta cách thao tác sai nó có thể dẫn đến những cái vấn đề về sức khỏe là chúng ta đứng hoặc là làm việc ở cái tư thế nó không phù hợp nó có thể dẫn đến những cái tai nạn lao động mối nguy do các cái hoạt động lặp lại À, ví dụ chúng ta thực hiện công việc lặp đi lặp lại thì nó dẫn đến cái sự nhàm chán và rất dễ gây đến những cái tác động như là trầm cảm. À, mối nguy về tâm lý, ví dụ cái môi trường làm việc mà nó có những cái áp lực về tiến độ công việc à, hay thậm chí là áp lực từ cấp trên nó có thể dẫn đến căng thẳng, suy nhược về sức khỏe cho người lao động. Vân vân, đấy là một số cái mối nguy mà chúng ta có thể liệt kê ra khi chúng ta xác định các mối nguy À, về phương pháp xác định mối nguy thì chúng ta sẽ có uh, các cái uh, cách thức như sau để xác định mối nguy Thứ nhất là chúng ta phân tích mối nguy nghề nghiệp anh người ta gọi tắt là Job uh, Safety thì, uh, Analysis tức là G, uh, GSA thì Người ta có thể sử dụng cái phương pháp đó để phân tích đối với từng cái công việc cụ thể à, Chúng ta có thể phát hiện ra mối nguy thông qua kiểm tra nơi uh, làm việc theo cái kế hoạch định kỳ à, kết hợp với các cái bảng kiểm tra à, cho từng cái hạng mục cụ thể thì chúng ta cũng có thể xác định ra được những cái mối nguy à, chúng ta có thể xem xét các cái dự án mới ngay trong giai đoạn thiết kế ví dụ như là chúng ta có thể phân tích cái rủi ro và sử dụng cái công cụ FMEA để chúng ta phân tích những cái rủi ro trong đó có những cái rủi ro về an toàn ngay trong cái giai đoạn thiết kế của uh, dự án chúng ta có thể phát hiện cái mối nguy thông qua giám sát tình trạng nguy hiểm cho con người và nơi làm việc. Ví dụ như là những cái uh, tình trạng nguy hiểm như là cháy nổ. Uh, thì qua đó chúng ta cũng sẽ phát hiện ra những cái mối nguy uh, hiện hữu đối với người lao động. Chúng ta có thể nhìn vào cái uh, nhãn hiệu của vật liệu mà đang sử dụng và để chúng ta biết được là cái vật liệu đó nó có hại cho sức khỏe hay không. Uh, ví dụ như là chúng ta sử dụng các loại hóa chất thì có thể có những cái thông tin về an toàn của cái loại hóa chất đó khi mà sử dụng hay là lưu giữ. Thì những cái thông tin như vậy nó thường được mô tả trong các cái bản nó gọi là dữ liệu an toàn vật liệu MSDS. Ấy. Đấy là những cái phương pháp hay là những cái cách thức mà chúng ta có thể xác định được các cái mối nguy về an toàn lao động cho người lao động. Thì từ đó chúng ta uh, đưa ra cái đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát. Đây là một cái ví dụ để mà chúng ta có thể sử dụng cái uh, biểu mẫu hay là cái bảng mà đang uh, được trình bày ở trên màn hình để mà xác định các cái mối nguy cho một cái hoạt động cụ thể. Thì đây là cái bảng kiểm, cái bảng kiểm tra giúp cho chúng ta có thể chỉ rõ ra được là từng cái công đoạn hay là từng cái bước công việc cụ thể có những cái mối nguy gì có thể xảy ra cho người lao động. À, sau khi mà chúng ta đã chỉ ra các cái mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thì chúng ta cần phải đánh giá được các cái rủi ro uh, có liên quan. thì mục đích của đánh giá rủi ro là để chúng ta xem xét cái mối nguy nào mà chúng ta cần phải tập trung nguồn lực vào để kiểm soát hay là cái khác là cần ưu tiên để kiểm soát nó, đưa nó về cái mức rủi ro chấp nhận được. À, khi mối nguy được đánh giá thì chúng ta cần xem xét đến các cái giải pháp kiểm soát để loại bỏ hoặc là giảm rủi ro hoặc là giảm bớt rủi ro khi mà tiếp xúc với mối nguy. À, cái phương pháp đánh giá rủi ro thì thông thường chúng ta sẽ căn cứ vào một số cái yếu tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro để mà chúng ta xem xét. À, những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro ở đây có thể là số lượng hay là nồng độ của cái đối tượng hay là cái mối nguy vật chất mà chúng ta tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, trạng thái vật lý của nguyên liệu, của nguyên vật liệu, khả năng dễ tan trong cái mô của cơ thể người và cái khả năng nhạy cảm với các mô của cơ thể cũng như là các cái bộ phận của cơ thể người lao động. Khi mà đánh giá rủi ro thì thông thường chúng ta sẽ căn cứ vào hai cái tiêu chí để đánh giá, một là khả năng hay là tần suất xảy ra cái cái rủi ro, hai là hậu quả khi cái rủi ro nó xảy ra thì cả hai cái tiêu chí này chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá nó định lượng hoặc định tính định lượng thì chúng ta có thể chia thang điểm để chúng ta đánh giá với từng tiêu chí ví dụ ở trên màn hình quý vị có thể theo dõi đấy đây là một cái ví dụ về đánh giá định lượng mà có quy định thang điểm cho tần suất còn đây là quy định cái điểm số hay là thang điểm cho các cái tiêu cho tiêu chí liên quan đến các cái hậu quả mà do rủi ro có thể xảy ra. Ở căn cứ vào hai cái tiêu chí đó, thì nếu đánh giá định lượng, thì chúng ta có thể ra được một cái bảng ma trận đánh giá như thế này. Trên cái bảng ma trận này thì chúng ta sẽ quy định các cái khu vực mà bị đánh giá là theo cái mức độ rủi ro khác nhau. Ví dụ ở trên này thì cái mức độ rủi ro màu đỏ thì nó sẽ được quy định là rủi ro loại 1. Và đây là loại rủi ro, nếu đánh giá mà có xuất hiện một cái mối nguy nào mà có rủi ro ở mức độ này thì chúng ta sẽ phải dừng hoạt động cho đến khi có biện pháp hay là kế hoạch giảm thiểu rủi ro à, có hiệu lực. Rủi ro loại 2 là màu vàng thì đây là những cái rủi ro, những cái mối nguy mà chúng ta cần phải có cái biện pháp khắc phục trong một thời gian nhất định có thể không phải dừng hoạt động nhưng chúng ta cần có một cái khoảng thời gian để triển khai được kiểm soát chặt chẽ để triển khai cái biện pháp giảm thiểu rủi ro. Rủi ro loại 3 màu xanh tức là cái rủi ro có thể gọi là chấp nhận nhưng có điều kiện, tức là chúng ta cần có quy định để tiến hành cái hoạt động ở trong trong cái cái điều kiện là mối nguy nó ở mức độ rủi ro loại này. Thế còn cái loại 4 tức là những cái rủi ro mà ở trên cái bảng trên cái bảng 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 ma trận đánh giá nó có màu trắng thì đấy là những cái rủi ro mà chúng ta hiểu rằng đấy là những cái mối nguy được chấp nhận tức là chấp nhận hoạt động ở mức đó. Nó không gây ra thiệt hại đáng kể đối với sức khỏe của con người. và chúng ta chú ý là con người thì không được tiếp xúc với các cái rủi ro loại 1 và loại 2, tức là khi chúng ta không không được phép hoạt động hoặc là không nên đưa các cái hoạt động khi mà à, ở những cái khu vực mà được đánh giá là có những cái mối nguy mà có mức rủi ro thuộc cái vùng loại 1 và vùng loại 2. đây là một cái bảng đánh giá rủi ro ví dụ đấy, cho một cái công đoạn cụ thể Đó, để từ đây chúng ta đưa ra được cái biện pháp kiểm soát ở à, cái bước thứ ba là cái bước thực hiện kế hoạch hành động thì cái bước này chúng ta cũng sẽ phải xem xét các cái rủi ro nào mà chúng ta cần phải kiểm soát À, thứ hai là chúng ta đưa ra các cái biện pháp kiểm soát cụ thể thì Khi đưa ra biện pháp kiểm soát cụ thể thì chúng ta chú ý Ở trong cái việc đưa ra các cái biện pháp tránh mối nguy Và giảm thiểu rủi ro ấy, Thì nó có một cái thứ tự ưu tiên cần phải chú ý Đấy là chúng ta sẽ ưu tiên nhất cho những cái biện pháp kiểm soát Mà nó loại bỏ mối nguy Ưu tiên thứ hai là những cái biện pháp mà thay thế cái mối nguy đó Bằng một mối nguy khác có mức độ rủi ro thấp hơn Ừ, ưu tiên thứ ba là chúng ta thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu cái mức độ rủi ro. ưu ừ, ưu tiên thứ tư là chúng ta quan tâm đến các cái biện pháp về hành chính bao gồm cả đào tạo và ưu tiên thứ năm cuối cùng đó, là chúng ta mới quan tâm đến các cái biện pháp sử dụng à, trang bị bảo hộ cá nhân. À, sau khi mà chúng ta đã xác định được các cái cái biện pháp kiểm soát sẽ thực hiện thì chúng ta sẽ thiết lập các cái mục tiêu và đưa các cái biện pháp kiểm soát đấy vào trong các cái kế hoạch hành động để thực hiện và chúng ta phổ biến cái kế hoạch được xây dựng đó tới toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như được theo dõi hiệu lực của cái kế hoạch hành động đó khi đưa vào thực hiện à, sau khi cái hệ thống của chúng ta đã được thực đưa vào thực hiện và đưa vào áp dụng thì chúng ta sẽ phải theo dõi và đánh giá hệ thống để chúng ta khẳng định cái tính hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống so với các cái yêu cầu của tiêu chuẩn để thực hiện được cái công việc này thì chúng ta cần phải có chuyên gia có đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ hay là đánh giá viên nội bộ thì chúng ta sẽ phải đào tạo đội ngũ này cái công việc thứ hai là chúng ta sẽ lên kế hoạch và thực hiện cái hoạt động đánh giá nội bộ theo cái khoảng thời gian được hoạch định từ trước và thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện các cái biện pháp khắc phục và cải tiến sau khi mà chúng ta thực hiện đánh giá nội bộ ở trên, cái bước thứ năm là bước chứng nhận hệ thống thì đây là cái bước mà không bắt buộc đối với tất cả các tổ chức. Những tổ chức nào mà lựa chọn là chúng ta chứng nhận bởi một bên thứ ba độc lập thì chúng ta quan tâm tới cái bước này. Thì đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cái tổ chức đánh giá. Đó, chúng ta chú ý khi lựa chọn tổ chức đánh giá thì chúng ta phải lựa chọn cái tổ chức mà được công nhận, có đủ năng lực để thực hiện cái hoạt động đánh giá cho cái cái hệ thống này. Đó, sau khi chúng ta lựa chọn được cái tổ chức đánh giá rồi chúng ta ký hợp đồng đánh giá chứng nhận thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho cái cuộc đánh giá thông qua chuẩn bị về hồ sơ chuẩn bị về hiện trường cũng như là vấn đề hậu cần cho cái quá trình đánh giá à, chúng ta sẽ tổ chức uh, cái cuộc đánh giá chính thức tức là chúng ta mời bên uh, đánh giá chứng nhận về thực, thực hiện đánh giá đó, và kết quả của cái cuộc đánh giá chứng nhận đó thì nó sẽ có những cái vấn đề bao gồm cả những cái điểm không phù hợp và những cái khuyến nghị cải tiến chúng ta cần phải thực hiện cái hành động khắc phục cũng như là các cái biện pháp cải tiến đối với các cái khuyến nghị đã được đưa ra trong cái kết quả đánh giá Đó. để chúng ta có thể uh, hoàn thiện cái hệ thống của mình tăng cường cái hiệu lực của hệ thống và sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái lần đánh giá đầu tiên chứng nhận đầu tiên thì chúng ta cũng cần có cái hoạt động là tổng kết rút kinh nghiệm để đảm bảo là hệ thống của chúng ta nó được vận hành một cách có hiệu lực và hiệu quả nhất. Trên đây là toàn bộ những cái nội dung mà à, chúng tôi muốn à, trao đổi với quý vị về cái à, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001: 2018. Mọi cái thắc mắc về nội dung của bài giảng thì à, xin quý vị gửi về cho phòng đào tạo của Viện Năng suất Việt Nam tại số 8 Hoàng Cúc Việt, cầu Giấy, Hà Nội. Xin cảm ơn.